Video ngày hôm nay thì mình sẽ đi sửa tivi. Tivi Samsung các bạn này có đèn đỏ nhấp nháy. Và sau đó là mất đèn đỏ đúng không ạ? Các bạn chờ mình một chút ạ. Tivi đang khởi động. Rồi. Mất đèn đỏ, sau đó là mình mà khi mà mình bấm cái điều khiển đấy thì vẫn tắt bật bình thường. Vâng. Thì với con tivi này thì hiện tượng của tivi thì đang bị hỏng nét màn hình các bạn. Hỏng nét màn hình. Thì với hiện tượng hỏng nét màn hình thì mình cũng đã sửa chữa rất là nhiều rồi. Nhưng mà để với model TV nào các bạn cần sửa chữa và các model TV nào các bạn cần phải thay bộ nét mới, thì với video này thì các bạn, mình sẽ tư vấn cho các bạn. Mình sẽ mở ra mình sửa chữa và mình cũng tư vấn cho các bạn để các bạn biết được. Bởi vì rất là nhiều cái trường hợp khách hàng mang đi sửa TV và khách hàng tận dụng không thay nét mới với những con tivi bắt buộc phải thay, thì cái lúc mà sửa thì đã mất tiền sửa rồi, và đến lúc mà bắt buộc phải thay nét mới và cộng vào cái tiền sửa nữa thì nó thành gấp đôi gấp ba cái chi phí. Và model này là con 32F5501AR của Samsung các bạn này. Và con này thì mình tư vấn các bạn rằng với model này thì kinh nghiệm của mình sửa rất nhiều rồi các bạn nhé, bắt buộc phải thay bộ nét mới. Bởi vì sao? Thì mình sẽ mở ra và mình sẽ chỉ cho các bạn biết tại sao mình tư vấn với các bạn là phải thay bộ nét mới con tivi này. Vâng, và các bạn xem ạ. Sau khi mà mình cắm điện vào thì còn một thanh giữa này nó sẽ sáng hơn là mờ thôi. Còn là 1, 2, 3, 4 thanh thì không còn sáng nữa đúng không các bạn? Đấy. Và cái hiện tượng này thì tại sao mình tư vấn với các bạn rằng bắt buộc phải thay nét, phải thay hết cả bộ nét còn tivi này. Thì bây giờ mình sẽ mở một thanh ra. Sẽ mở thanh nét của con tivi này ra. Vâng, và đây là những cái nhân nét của tivi. Trong quá trình sử dụng ấy thì những cái nhân nét này nó sẽ bị giả. Nó bị già. Các bạn tưởng tượng nó cũng như một cái bóng compact của các bạn đấy, cái bóng đèn led của các bạn. Trong quá trình các bạn sử dụng lâu ngày rồi nó sẽ hỏng, thì nó cũng như một cái con tivi này thôi, nó cũng là bóng led kiểu như thế, kiểu như vậy. Và trong quá trình khách hàng sử dụng nhiều, bật sử dụng tivi nhiều, thì cái bóng led này nó kém chất lượng và nó sẽ già, chính vì vậy mà nó sẽ hỏng. Thì bây giờ mà nếu mà sửa thì các bạn sẽ có thể kiểm tra những bóng nét nào nó hỏng thì các bạn thay đi. Bóng nét nào nó hỏng thì các bạn thay đi. Vâng. Nhưng mà riêng cái đời của model này, đời F này, thì các bạn bắt buộc các bạn phải thay hết cả thanh. Thay hết cả thanh thì TV chạy nó mới bền được. Còn nếu mà các bạn cứ sửa theo kiểu bóng nào hỏng thì các bạn thay bóng đấy. Thì đến lúc cái bóng sau các bạn thay thì các bạn thay nó không hỏng và các bóng bạn không thay. Cái bóng bạn thay rồi thì nó không hỏng, các bạn không thay thì nó sẽ hỏng bóng khác. Ví dụ cái bóng này tôi thay bóng này nó hỏng bóng này chẳng hạn, tôi sẽ thay bóng này đi. Nhưng mà sau này nó không hỏng bóng này nữa thì nó sẽ hỏng tiếp bóng bên đây. Và cái trường hợp mà cứ phải mang TV đi sửa rất nhiều thì rất là phức tạp. Thà rằng các bạn bỏ thêm một chút tiền nữa, các bạn thay hết nguyên 5 cái dàn led mới này. Thay nguyên 5 cái dàn led mới này
thì tivi của các bạn chạy sẽ ok hơn rất là nhiều và chạy sẽ rất là bền các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ mở những bộ nét này ra và mình sẽ thay nét mới ngay thẳng để các bạn xem tivi sẽ chạy lại bình thường ngay. Vâng. Và đây là những thanh nét mới các bạn ạ. Đây. Thanh nét hỏng của khách hàng thì mình sẽ vớt ra ngoài này. Và các bạn xem thanh nét mới này. Thứ nhất là bụng này nó không bị thâm nhá. Không bị thâm. Thông thường những con thanh nét mà nó gần hỏng ấy thì các bạn xem ở dưới cái bụng này. Dưới cái bụng này nó bị thâm hết như này các bạn này. Nó thâm bởi vì cái nét này nó chạy quá, trong quá trình chạy lâu ngày nó già rồi. Nó già nó hỏng, nó bụng nó thâm hết như này và nó cháy này các bạn này. Đấy. Thì các bạn bắt buộc phải thay nét mới thì chạy nó mới ok các bạn nhá. Và các bạn xem ạ, khi mà mình thay bộ nét mới thì chẳng còn cái lý do gì mà bộ nét không chạy đúng không ạ. Và con tivi này thì mình sửa thì mình cũng không cần phải, mình mở ra thì mình cũng không cần phải lấy đồng hồ ra mình đo là có phải là chết nét hay không, bởi vì cái kinh nghiệm của mình làm thì quá nhiều rồi các bạn. Và các bạn cũng xem những clip của mình sửa thì nó cũng phải là ít đúng không ạ. Rồi, và bây giờ thì cái nhiệm vụ của mình thì rất là đơn giản ạ. Mình sẽ đóng nắp con tivi này vào và mình sẽ trả khách hàng thôi. Trong quá trình sửa chữa thì trước khi mở ra thì mình cũng đã nhìn cái đời model máy thì mình cũng đã gọi điện khách hàng trước. Mình gọi điện khách hàng và mình tư vấn khách hàng luôn là với model nào thì cần phải thay thế hoàn toàn, với model nào thì cần phải sửa chữa tạm thời. Nó là như thế các bạn nhé. Cái bộ nét mới này thì chắc chắn là khi mà sử dụng thì chỉ có tivi hỏng trước, chứ còn nét hỏng thì mình nghĩ rằng là rất là ít các bạn ạ. Đấy. Vì đã thay bộ nét mới này thì cực kỳ tin tưởng và an toàn rồi. Ngay bản thân một người thợ sửa như mình cảm thấy rất là yên tâm. À vâng. Và các bạn xem ạ, sau khi mà mình thay bộ nét mới thành công và mình đã đóng nắp tivi vào thì tivi của khách hàng đã hoạt động trở lại bình thường. Rất là đẹp rồi đúng không các bạn? Đấy. Thì một cái video này thì mình muốn tư vấn với các bạn rằng một người thợ sửa chữa chuyên nghiệp thì nên tư vấn khách hàng cái gì đúng, cái gì cần phải nên thay, cái gì cần phải sửa các bạn nhé. Và đây là những thanh nét cũ mà khi mình đã thay ra, những thanh nét cũ của khách hàng khi mà mình đã thay ra thì bắt buộc phải thay mới khách hàng các bạn nhé. Rồi, các bạn xem video của mình thấy hay, bổ ích thì các bạn hãy đăng ký kênh, bật chuông báo để theo dõi video mới nhất. Và các bạn đừng quên chia sẻ những video này để mọi người cùng biết, người thân của các bạn biết, đối với các bạn là khách hàng, các bạn xem những clip này thực tế của mình. Và bởi vì các bạn bỏ thêm một số tiền ra khoảng mấy trăm nữa, các bạn thay bộ nét mới với những dòng tivi mà nó hay bị chết nét lại hỏng như thế này thì các bạn cần thay mới để tivi của các bạn chạy tốt,
không phải đi sửa lại nhiều lần các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.